Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, sau khi Tử Thông chia sẻ về cái video về những cái tuổi tốt để chọn lòng tuổi sông nhà ấy, thì cũng có rất nhiều cái câu hỏi, ý kiến mà Tử Thông đã tổng hợp lại ở đây để Tử Thông chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Với những cái câu hỏi này ấy, thì Tử Thông tin chắc rằng đây cũng là cái vấn đề mà rất nhiều người đang gặp phải khi mà muốn chọn cho mình một cái tuổi tốt để sông nhà, đúng không? Thì trong video trước, Tử Thông đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp tốt để sông nhà. Đúng. Thì sau khi mà cái video đưa lên ấy, thì Tử Thông đã tổng hợp lại được những câu hỏi về sông nhà như sau. Thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị nhé. Thứ nhất là của bạn Lệnh Phạm hay Lành Phạm gì đó. Bạn có hỏi là gì? Đạo sĩ cho tôi hỏi, thì nếu tôi không chọn được một trong ba tuổi Dậu, Thân và Tý thì không chọn được tuổi khác sông nhà à? Tức là gì? Tôi giải thích qua một chút nhé. Trong video trước ấy, thì tôi có chia sẻ cùng quý vị và các bạn về ba con giáp là tốt nhất để chọn tuổi sông nhà, đúng không ạ? Thì đầu tiên là tuổi gì? Tuổi Dậu. Tuổi Dậu thì được gì? Thìn và Dậu là nhị hợp, đúng không ạ? Thứ hai là tuổi Thân, được Thân, Tý, Thìn là tam hợp. Và thứ ba là tuổi Tý, cũng được cục diện là Thân, Tý, Thìn, tam hợp. Thì đây là ba cái tuổi sông nhà mà tốt nhất. Thì bạn có hỏi, ý bạn là hỏi là gì? Thì nếu mà bạn không chọn trong ba tuổi này thì có chọn được tuổi nào khác không? Đó. Thực ra thì vẫn chọn được nhé, vẫn chọn được. Và tiêu chí của nó sẽ là lộc quý nhân. Đó. Thì tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn ở tiếp theo nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến những cái câu hỏi của mọi người nhé. Tiếp đến câu hỏi thứ hai là bạn Hạnh Nguyễn 564468 gì đó. Đó, bạn có hỏi là gì? Hàng xóm nhà tôi năm nào cũng xem tuổi này tuổi kia xong nhà nhưng vẫn nghèo rớt luôn, hi hi. Đạo sĩ có giỏi thì giải thích xem. Thưa quý vị, thực ra là Tử Thông cũng rất ngại những câu hỏi như này. Vì sao? Vì là thực ra bạn ấy nói, nếu mà bạn cho cụ thể ra đó là tuổi nào ấy thì còn trả lời được, đúng không ạ? Bây giờ bạn bảo là hàng xóm nhà tôi năm nào cũng chọn một tuổi rất mùng tơi thì nó rất là khó chọn, rất là khó trả lời. Vì là gì? Nó không có thông tin cụ thể. Chứ còn cái tuổi sông nhà, đôi khi tuổi tốt thì nó vẫn cứ nghèo mà, đúng không ạ? Thì bạn phải cho tôi biết là cái ông hàng xóm đó tuổi gì, đúng không? Và ông ấy chọn tuổi sông nhà là tuổi nào thì mới có câu trả lời chính xác cho bạn được, đúng không? Nhưng mà trong video ngày hôm nay tôi sẽ chỉ cho quý vị và các bạn về chọn những tuổi sông nhà, đúng không? Khiến cho quý vị sẽ phải gì? Tâm phục khẩu phục và không còn bất kỳ một cái thắc mắc nào nữa. Đó. Sau khi mà tổng hợp lại tất cả câu hỏi của quý vị thì tôi cũng đã gì? Đã biên tập lại cái nội dung này và tôi làm một cái video về chọn tuổi sông nhà cho được cát lành và may mắn. Đó. Và tuổi nào các bạn cũng chọn được, các bạn chỉ cần gì? Xem đúng và làm đúng theo cái này thì các bạn sẽ chọn được tất cả những tuổi sông nhà hợp nhất với mình. Đó. Tiếp theo là câu hỏi thứ ba của bạn Tuân Nguyễn hay là bạn Toàn Nguyễn hay là Tuấn Nguyễn gì đấy. Bạn có hỏi là gì? Xin chào đạo sĩ Tử Thông, tôi sinh năm 1976. Năm 2024 thì chọn tuổi nào sông nhà được may mắn? Theo quan niệm của đạo sĩ, làm thế nào để chọn được tuổi sông nhà hợp mệnh, hợp tuổi, tạo điều kiện thuận lợi cho công việc, mang lại may mắn, tài lộc cho gia đình? Đạo sĩ có kinh nghiệm cụ thể nào muốn chia sẻ về cái việc này hay không? Và làm thế nào chọn được đúng tuổi sông nhà có thể mang lại may mắn, bình an cho năm 2024? Thì nội dung của bác nhé, thì tôi sẽ chia sẻ trong cái video ngày hôm nay. Đó, nó sẽ có hết. Tiếp theo, câu hỏi thứ tư là của một bạn. Bạn tên là Hà Thu Nguyễn. Hà Thu Nguyễn hay là Nguyễn Thu Hà gì đó. Đó. Thì bạn ấy có hỏi là gì? Tôi năm nào cũng tự xông nhà. À đây là bác nhé. Được. Xin lỗi bác nhé. Bác có hỏi là tôi năm nào cũng tự xông nhà kể cả năm tuổi. Năm nay tôi 70 tuổi rồi mà vẫn bình thường. Gia đình con cháu vẫn khỏe mạnh, công việc thì đến tuổi về hưu dưỡng già mà thôi. Đó. Tức là bác, ý bác bảo là bác tự xông nhà, năm nào bác tự xông nhà và thì không cần nhờ đến những người tuổi khác. Nhưng mà bác cái nữ xông nhà, à lại còn một cái chủ đề về nữ xông nhà nhé, thì tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị ở những video sau nhé. Đón vào cái câu hỏi thứ năm là của một bác, bác tên là Hằng Đỗ. Hằng Đỗ hay Đỗ Hằng gì đó. Đỗ Hằng. Bác có bảo là gì? Tuổi gì sông nhà cũng hên xui, tất cả đều do ăn ở, phước đức của cha mẹ và bản thân. Tôi tin ở cái con người chứ không tin tử vi. Đó, đó cũng là những quan điểm, đúng không ạ? Và của một bạn nữa tên là bạn Tùng Nguyễn. À bạn Tùng Phạm, bạn Tùng Phạm TV, bạn có hỏi là gì? À, không có tâm thì tuổi sông nhà tốt thì vẫn xảy ra thảm họa. Có tránh cũng không được. Đó. À thưa quý vị, thực ra ấy, như tôi đã nói ở trên ấy thì cái tuổi sông nhà nó là một cái phong tục tập quán của dân gian để cầu cái may mắn, cầu cái bình an, đúng không ạ?
Thì từ lâu, cái tục lệ xông đất xông nhà đầu năm nó đã trở thành một cái phong tục tập quán và cái văn hóa cổ truyền của Việt Nam. Tết Nguyên Đán mở đầu cho một cái năm mới, cầu mong cái sự tốt lành, an khang, thịnh vượng và hạnh phúc cho cả gia đình. Trong 3 ngày Tết là cái thời điểm hội tụ của khí âm dương giao hòa với con người và trái đất. Là cái sự hội tụ của thuyết tam tài, thiên địa nhân. Vậy nên, việc chọn tuổi xông đất đầu năm ấy là cái việc rất quan trọng cho mọi nhà và phải tuân theo một số cái nguyên tắc nhất định thì mới thực sự có tác dụng. Kể từ việc chọn tới cái việc phương pháp đến cái cách thức xông nhà thì cũng phải chọn người có cái vận làm ăn đang lên, không gặp tai họa, ốm đau, bệnh tật. Và đặc biệt là phải không có tang nhé. Đấy. Chọn cái người nhẹ vía, vui vẻ, hoạt bát, khoáng đạt, sởi lời. Đấy. Và cái quan trọng đó là gì? Chúng ta nên chọn nam giới để lấy dương khí. Vì mùa xuân cái dương khí nó mới bắt đầu khởi, nó phát triển nên còn non yếu. Phải kỵ âm khí để giảm cái gì dương khí, nên là người ta thường là không chọn phụ nữ. Nam giới cũng là tượng trưng cho những người quân tử mạnh mẽ, bổ sung cái dương khí cho con người chúng ta. Đó. Cái mục đích quan trọng của cái việc xông đất đầu năm ấy cũng là để đưa cái dương khí vào nhà, cầu mong một năm mới phát đạt, may mắn, thuận lợi, tài lộc thì thăng tiến, gia đạo thì bình an. Đấy, nói chung là có được cái sức khỏe, con cháu thì giỏi giang, hạnh phúc. Trong thời gian này thì như đã nói trên, có một bác câu hỏi là gì? Là tôi tự xông nhà, đúng không? Thì tự xông nhà cũng được nhá, cứ hợp tuổi. Đấy, thì là ok. Đó. Và để trả lời các câu hỏi của các quý khán giả ở trên ấy, thì sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về gì? Về việc chọn tuổi xông nhà. Từ những gì? Ví dụ như là không chọn được 3 tuổi Thân, Dậu và Tý thì chúng ta chọn tuổi nào? Như quý vị đã biết ấy, thì cái khẩu quyết, tôi sẽ chia sẻ lại cái khẩu quyết của cái việc chọn tuổi xông nhà, đúng không ạ? Chọn tuổi xông nhà thì các cụ đã để lại khẩu quyết như sau này, tôi để trên bảng nhé, quý vị theo dõi này. Chi hợp tuyến niên, can hợp mệnh, tài quan ấn phúc, nhập nội đường, thiên tăng tuyến nguyệt, nhân tăng thọ, xuân mãn càn khôn, phúc mãn môn. Đó. Tức là gì? Khi chọn cái tuổi xông nhà, chúng ta có hai cái thứ để chúng ta căn cứ. Thứ nhất là căn cứ vào thái tuế, đúng không ạ? Thái tuế. Thì năm 2024, năm Giáp Thìn, thì thái tuế nó ở Thìn. Thái tuế nó ở Thìn. Thì căn cứ vào thái tuế chúng ta loại ra những cái tuổi xung hình phá hại, đúng không ạ? Xung hình phá hoại thì chúng ta không chọn. Như vậy năm 2024, năm Giáp Thìn, thì những người mà tuổi phạm thái tuế thì chúng ta không chọn nhá. Thì phạm thái tuế có 5 tuổi mà tôi đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn ở những video trước ấy. Thứ nhất là những người tuổi Thìn là chúng ta không chọn này, đúng không ạ? Thứ hai là những người tuổi Mão là dính cục diện hại thái tuế. Thứ ba là những người tuổi Tuất là xung thái tuế, đúng không ạ? Thứ tư là những người tuổi Sửu là phá thái tuế. Và thứ năm là những người tuổi Mùi là hình thái tuế. Đó. Đó là 5 cái tuổi bị phạm thái tuế. Thì ngày xưa các cụ có nói là gì? Thái tuế đương đầu tọa, vô hỷ ắt hữu họa. Thì khi gặp cái hạn thái tuế thì quý vị sẽ trở nên nóng tính hơn, trở nên nóng nảy hơn. Trong năm thì công việc nó sẽ gặp bất ổn, gặp nhiều trục trặc. Đấy. Và chính vì cái tính khí nóng nảy thì sẽ dẫn đến xảy ra những cái chuyện không hay. Đấy. Đôi khi sẽ làm hỏng việc và sẽ mang lại cái vận xui cho gia chủ khi mà mời họ đến trong nhà. Vì vậy chúng ta sẽ không chọn 5 cái tuổi này. Một là tuổi Thìn, hai là tuổi Mão, ba là tuổi Sửu, bốn là tuổi Tuất và năm là tuổi Mùi. Đây là 5 tuổi quý vị không nên chọn là tuổi xông nhà. Đó. Còn với những người bị phạm thái tuế này thì trong năm ấy, quý vị cũng nên nhé, sử dụng một cái kim bài thái tuế để hóa giải cái hạn thái tuế, mang lại cái may mắn, tài lộc cho gia chủ, đúng không ạ? Cái thái tuế nó đến thì chúng ta phải nghênh đón, đặc biệt là với những người phạm 5 tuổi như là tuổi Thìn, Mão, Sửu, Tuất và tuổi Mùi. Thì quý vị hãy luôn mang theo một cái kim bài thái tuế để được bình an may mắn cả năm. Đó. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại này 0989 34 9119 để thỉnh cái kim bài thái tuế nhé. Đó. Tiếp theo chúng ta cùng xét về cái việc là chọn tuổi xông nhà, đúng không? Chọn tuổi xông nhà. Đấy là của đó căn cứ đầu tiên. Thì hôm trước thì chúng ta đã xét về cái thiên can, đúng không ạ? Thiên can tức là gì? Căn cứ vào cái mệnh chủ, tức là gì? Chi hợp tuyến niên, can hợp mệnh. Đó, chi hợp tuyến niên. Chi thì chúng ta gì? Chọn những hợp tuổi hợp tuyến niên bao gồm 3 tuổi. Đó là tuổi gì? Thân này, tuổi Dậu này, 3 tuổi và tuổi Tý. Đây là 3 tuổi được hợp, hợp thái tuế. Thì ngoài ra ấy, trong một cái năm mà chọn tuổi xông nhà ấy, thì chúng ta cũng kỵ những tuổi mà xung khắc, đúng không ạ? Ví dụ như những người tuổi Dần thì chúng ta sẽ không chọn tuổi Thân nhé. Đó, Dần thì không chọn Thân, đúng không ạ? Tuổi Mão thì không chọn tuổi Dậu, Mão Dậu tương xung, đúng không ạ? Tương tự tuổi Dậu cũng không chọn tuổi Mão. Tuổi Thìn thì cũng không chọn tuổi Tuất, đó. Và tuổi Tỵ thì không chọn tuổi Hợi, đó. Tuổi Ngọ thì không chọn tuổi Tý, tuổi Tý cũng không chọn tuổi Ngọ, tuổi Mùi thì không chọn tuổi Sửu, đó. Thì đây là 6 cặp nó rời cái bộ tứ hành xung: Dần, Thân, Tỵ, Hợi, Tý, Ngọ, Mão, Dậu và Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, đó. Kỵ những cái đấy ra.
Bên cạnh đó thì chúng ta cũng kỵ những cái tuổi mà xung với thiên can. Đấy, thiên can chúng ta nhớ nhé, nó xung một chiều đúng không ạ? Chúng ta có 10 thiên can, bắt đầu từ Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu đúng không ạ? Sau đó Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Thì với cách chọn để can hợp mệnh đúng không ạ? Chúng ta đang chọn can hợp mệnh mà. Thì gì? Với những người có thiên can can là Giáp đúng không ạ? Giáp Mộc thì khắc Mậu Thổ. Thì với những người có thiên can Giáp nhá, thiên can Giáp thì chúng ta không chọn những người tuổi Canh. Đó. Với những người có thiên can Ất thì chúng ta không chọn những người tuổi Tân. Với những người có thiên can Bính thì chúng ta không chọn những người tuổi Nhâm. Còn với những người có thiên can Đinh thì chúng ta không nên chọn những người tuổi Quý. Đó. Tương tự thì những người có thiên can Quý thì chúng ta sẽ không gì? Quý Thủy bị Kỷ Thổ nó khắc. Những người có thiên can Quý thì chúng ta không chọn những người tuổi Kỷ. Đó. Và những người có thiên can Mậu thì chúng ta sẽ gì? Không chọn những người tuổi Giáp. Những người có thiên can Kỷ thì chúng ta sẽ không chọn những người tuổi Ất. Đó. Những người có thiên can Canh thì chúng ta sẽ không chọn những người tuổi Bính. Những người có thiên can Tân thì chúng ta sẽ không chọn những người tuổi Đinh. Và những người có thiên can Nhâm thì chúng ta cũng sẽ không chọn những người có thiên can Mậu. Đó. Chúng ta nhớ nhé, thiên can chỉ khác một chiều. Đấy, tại sao ông Giáp này Giáp và Canh tương xung, đúng không? Giáp và Canh tương xung, Giáp Canh là xung mà. Thì ở trong cái chương trình vừa rồi thì tôi cũng có thấy được một cái comment của một bác hỏi là gì? Canh phá Giáp thì tại sao lại chọn là gì? Tại sao ông Canh này lại chọn người tuổi Giáp để trong nhà? Đó. Canh chọn Giáp không được nhé, tại vì sao? Cái thiên can ấy nó chỉ xung một chiều thôi, tức là Canh gì? Canh thì nó xung với Giáp, nó khắc được Giáp. Canh Kim nó khắc được Giáp Mộc, nhưng Giáp lại không khắc được Canh. Nó chỉ xung một chiều nhá. Tức là gì? Mình là cái ông chủ này, mình là chủ nhà đúng không? Mình là chủ nhà thì mình phải đứng ở thế trên, mình phải khắc được cái đối tượng đến trong nhà. Vị trí là gì? Canh khắc Giáp thì nó là gì? Nó là thiên tài cơ mà. Vậy thiên tài sao? Nó được tài quan ấn phúc nhập nội đường. Đấy. Thì vậy nên là gì? Những người có thiên canh, can canh vẫn chọn được tuổi Giáp trong nhà bình thường nhá. Quý vị nhớ như thế nhá. Đó. Đó là gì? Đó là cái nguyên tắc để chọn tuổi trong nhà. Khi mà quý vị nắm rõ được cái nguyên tắc này rồi, thứ nhất là không chung với tuổi. Đấy, thì ngoài ra một số người còn kiêng kỵ hơn ấy là lục hại họ cũng không chọn với gì? Và phá xung hình phá hại đó không chọn. Đó. Và gì? Thiên can nhá, thiên can thì quý vị nhớ nó chỉ xung một chiều, không phải xung hai chiều. Tức là gì? Chúng ta nên xem của tuổi của chúng ta là tuổi gì. Ví dụ như một người có thiên can Tân Kim thì khắc Ất Mộc. Đúng không? Những người có thiên can Ất thì không nên chọn những người có thiên can là Tân để trong nhà, mà những người có thiên can Ất thì nên chọn gì? Những người thiên can Kỷ. Đó. Tại vì Ất Mộc khắc được Kỷ Thổ, nhưng mà Ất Mộc lại bị gì? Bị Tân Kim nó khắc. Tức là nó chỉ khắc một chiều nhá. Và gì? Mình khắc được thì là tài tinh. Thế ông chủ nhà ông ở tuổi Ất này mà chọn ông Kỷ thì lại là gì? Thì lại là ngon. Đó, được tài tinh là thiên tài. Là thiên tài. Thiên tài thì gì? Là có tiền tài nó mang đến, thì tại sao cho chúng ta không chọn ạ? Đúng không? Đó, đó là giải thích một chút về cái hôm trước là chúng ta sẽ có gì? Tài quan ấn phúc ạ. Tài này. Quan này. Ấn này. Phúc. Đó. Hôm trước tôi đã chia sẻ cho quý vị về cách chọn tuổi trong nhà được 4 thứ này, tài quan ấn phúc. Hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái chọn tuổi trong nhà được tuổi Lộc, Mã, Quý, Nhân. Đó. Lộc và Quý, Nhân. Đó. Thì đầu tiên quý vị nhớ nhá, nguyên tắc những người nào mà tuổi đến sông nhà mình ấy, mà có thiên can khắc mình thì không chọn. À, như nguyên tắc ở trên đúng không ạ? Ví dụ những người tôi chia sẻ lại một lần nhé, những người tuổi Giáp đúng không ạ? Giáp thì không chọn người tuổi Canh, Ất thì không chọn người tuổi Tân, Bính thì không chọn người tuổi Nhâm và Đinh thì không chọn người tuổi Quý. Tương tự gì? Những người tuổi Quý thì không chọn những người tuổi Kỷ đúng không ạ? Và Mậu thì không chọn những người tuổi Giáp, Kỷ thì không chọn người tuổi Ất và Canh thì không chọn người tuổi Bính, Tân thì không chọn người tuổi Đinh và Nhâm thì không chọn người tuổi Mậu. Đó. Đó là như vậy. Nguyên tắc nó là như vậy. Vì thế mà gì? Quý vị khi mà chọn tuổi cũng phải nên cẩn thận một chút để cho thì mọi thứ được diễn ra suôn sẻ và hành thông. Đấy. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu là gì? Tìm về cái Lộc, Mã, Quý, Nhân. Thì tôi để cái bảng tính tuổi xung nhà ở trên nhé. Ở trên bảng này quý vị hãy cùng theo dõi nhé. Đầu tiên là chúng ta xét này. Đầu tiên chúng ta xét đến những người có thiên can Giáp. Đấy. Thì cái Lộc và Quý, Nhân ấy nó sẽ đi theo cái thiên can và địa chi. Đấy. Lộc thì chúng ta có này, Giáp lấy Lộc đại Dần đúng không ạ? Ất lấy Lộc đại Mão. Bính Mậu thì lấy Lộc tại Tỵ, Đinh Kỷ thì lấy Lộc tại Ngọ, Canh thì lấy Lộc tại Thân, Tân lấy Lộc tại Dậu và Nhâm thì lấy Lộc tại Hợi, Quý thì lấy Lộc tại Tý. Đó, đó là 12 cái vị trí của sao Thiên Lộc. Cái Thiên Lộc nó là cái Lộc trời ban, là cái tước Lộc vua ban. Đó. Là những cái tài Lộc may mắn nó đến với mình. Đấy, khi mà chọn được những cái tuổi Lộc trong nhà ấy, thì là gì? Cả năm tài Lộc được may mắn và bình an, công việc thì thuận buồm xuôi gió, làm ăn thì gì ký kết được những hợp đồng lớn và có nhiều cái cơ hội để gia tăng cái may mắn, gia tăng cái tài Lộc cho mình. Đó. Thứ hai là Quý, Nhân. Quý, Nhân thì chúng ta sẽ có một bài thơ để nói về Quý, Nhân. Đó, bài ca là gì? Giáp Mậu Canh Ngưu Dương, Ất Kỷ Thử Hầu Đương,
Bính Đinh Chư Kê Vị Nhâm Quý Xả Thủ Tàng Lục Tân Tẩm Mã Hổ. Tức là với những người có thiên can giáp giáp mậu canh ấy, thì chúng ta chọn sử mùi lục quý nhân nhé, đúng không ạ? Với những người có thiên can thì giáp mậu canh, giáp mậu canh ất kỷ, đúng không ạ? Những người có thiên can ất và kỷ, ất kỷ thử hậu đương, tức là sẽ chọn tuổi Tý và tuổi Thân. Đó. Thì chi tiết tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị ngay sau đây này. Thưa quý vị, đầu tiên chúng ta cùng xét về những người có thiên can giáp nhé. Thiên can giáp tức là những người có đuôi năm sinh là số 4. Đó, đuôi năm sinh số 4. Vậy nên là những bác nào có đuôi năm sinh số 4 thì hãy chọn những tuổi sau sông nhà này. Thứ nhất là các bác có thể chọn là những người tuổi Dần, nó là lộc. Dần là lộc. Quý vị nhớ nhé, Dần lộc giáp đấy là tuổi Dần mà. Mà tuổi Dần trong năm thì không bị gì xung phạm với thái tuế. Vì thế mà chúng ta có thể chọn được nhé, chọn được để sông nhà. Đó. Chúng ta cũng kỵ nhé, ví dụ những người tuổi Thân. Những người tuổi Thân thì cũng không nên chọn tuổi Dần nhé, vì bị Dần Thân tương xung. Còn những người tuổi Tỵ thì gì, bị Dần Tỵ là lục hại. Những người tuổi Giáp thì bao gồm tuổi nào? Có Giáp Tý 1984, đúng không ạ? Giáp Thìn 1964, Giáp Ngọ 1954, Giáp Thân 1944, đúng không ạ? Giáp Tuất là 1994 và Giáp Tý là 1984. Đó, những Dần tuổi Dần thì chúng ta sẽ có tuổi gì? Tuổi Giáp Dần là 1974, Bính Dần là 1986, Mậu Dần là 1998, Canh Dần là 2010 hoặc là gì 1950. Nhưng mà quý vị nếu mà chọn ấy, thì hãy chọn tuổi 2010, đúng không? Cho khỏe khoắn, cho được gì nhanh nhạy. Và gì, tuổi Nhâm Dần là 1962 và tuổi Nhâm Dần là tuổi 2022 nhé. Đó, thì cũng có thể chọn được 1962 2022. Đó, thì tùy theo quý vị chọn tuổi nó hợp với ngũ hành của mình thì là tốt, nó tương sinh. Ví dụ những người tuổi Giáp Tý chẳng hạn, Giáp Tý thì nên chọn gì? Giáp thì khắc Mậu, đúng không? Thì nên chọn tuổi Mậu Dần. Mậu Dần thì là gì? Giáp khắc Mậu là gì? Giáp gặp Mậu, giáp Mộc khắc Mậu Thổ là thiên tài. Như vậy những người tuổi 1998 Mậu Dần sẽ hợp với tuổi gì? 1984 Giáp Tý. Đó. Thì quý vị cứ chọn theo nguyên tắc như vậy thì chúng ta sẽ chọn được những tuổi sông nhà tốt nhất. Đó là chúng ta chọn lộc, đúng không? Bây giờ chúng ta chọn quý nhân này. Quý nhân thì chúng ta có là Giáp Mậu Canh Nhâm Dương. Tức là gì? Giáp thì lấy Sửu Mùi làm quý nhân. Nhưng mà cả Sửu và Mùi ấy, Sửu thì bị phá thái tuế và Mùi bị xung thái tuế. Vậy nên tuổi Sửu và tuổi Mùi thì trong năm 2024 năm Giáp Thìn chúng ta không chọn làm cái tuổi sông nhà nhé. Quý vị nhớ nhé. Không chọn tuổi này. Đó. Chúng ta với những người được thiên can giáp, cách này chúng ta chọn là những người tuổi Dần nhé. Đó. Tiếp theo là thứ năm là chúng ta có những người có thiên can ất, đúng không? Ất là đuôi năm sinh là số 5. Số 5 là chúng ta sẽ có những tuổi sau này: Ất Sửu 1985, Ất Mão 1975, Ất Tỵ 1965, Ất Mùi 1955 hay là 2015. Ất Dậu là 1945 hoặc là 2005, Ất Hợi là 1995. Đó. Thì với những người có thiên can ất có đuôi năm sinh là số 5 ấy, thì chúng ta sẽ chọn những người tuổi Mão. Đó. Nhưng mà Mão là gì? Năm 2024 bị phạm thái tuế nên chúng ta không chọn nhé. Đó, không chọn, đúng không? Vậy thì chúng ta đến tuổi quý nhân. Quý nhân chúng ta có ất kỷ thử hậu đương. Tức là những người có đuôi thiên can là số 5 ấy, đuôi năm sinh là số 5 ấy, thì chúng ta có thể chọn tuổi Thân và tuổi Tý. Đó, Thân và Tý, ất kỷ thử hậu đương mà lấy Tý và Thân làm quý nhân, đúng không? Ất kỷ thử hậu đương lấy Tý Thân thì nó là gì? Âm quý nhân và dương quý nhân. Âm quý nhân và dương quý nhân ấy, nó là cái sao Thiên Khôi và Thiên Việt. Nó là quý nhân ấy, khi mà được quý nhân tương trợ giúp đỡ thì mọi việc nó sẽ được hanh thông thuận lợi. Đó. Vậy nên trong năm ấy, để gia tăng thêm cái vận quý nhân, gia tăng thêm vận may về tiền bạc tài lộc cho mình ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân. Đó. Mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân. Với những người tuổi Thân Tý Thìn thì chúng ta sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn. Những người tuổi Dần Ngọ Tuất thì chúng ta sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất. Với những người tuổi Hợi Mão Mùi thì chúng ta sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Hợi Mão Mùi. Còn với những người tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Sửu thì chúng ta sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Tỵ Dậu Sửu. Đó. Vòng nó được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nhé. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc cho mình. Đó là những người tuổi Ất, đúng không? Tuổi Ất thì chúng ta sẽ chọn được tuổi Tý và tuổi Thân làm quý nhân. Tiếp theo, chúng ta xét những người có thiên năm Bính. Bính là những người có đuôi năm sinh là số 6 ấy, đúng không? Như là các bạn Bính Tý 1996, Bính Dần 1986, Bính Thìn 1976, Bính Ngọ 1966, đúng không? Và Bính Thân 1956 hay là 2016 và Bính Tuất là 1946 hay là 2006 ấy. Đó. Thì với những người có đuôi năm sinh là số 6 ấy, thì chúng ta sẽ chọn những tuổi sông nhà, đúng không? Bính Mậu lấy lộc tại Tỵ. Thì quý vị có thể chọn tuổi Tỵ nhé. Tuổi Tỵ là tuổi sông nhà được. Đó. Tuổi Tỵ trong năm cũng không bị xung phạm thái tuế mà nó lại là gì? Lại là lộc của mình nữa. Nên là chúng ta có thể chọn được nhé. Nhưng mà kỵ này, những người tuổi Hợi này. À đây thiên can Bính thì không có những người tuổi Hợi. Như vậy là gì? Chúng ta có thiên can Bính nhá thì chúng ta chọn được. Nhưng mà những người tuổi Dần nhé, Dần và Tỵ bị lục hại thì chúng ta cũng nên kiêng nhé, không nên chọn. Đó. Đó. Đó là những người có thiên can Bính, đúng không? Thì cái thứ hai là chọn những cái quý nhân cho thiên can Bính. Chúng ta có Bính Đinh Chư Kê Vị lấy Dậu và Hợi làm quý nhân. Dậu và Hợi làm quý nhân. Như vậy là gì? Ngoài những tuổi Tỵ thì quý vị có thể chọn tuổi Dậu và tuổi Hợi. Với những người có thiên can Bính, đuôi năm sinh là số 6. Đó, đó là cái tuổi thứ hai. Tiếp theo,
Tiếp theo chúng ta xét những người có thiên can đinh, tức là đuôi nam sinh ở số 7 ấy. Đuôi nam sinh ở số 7 thì sẽ có tuổi sau này: có đinh sửu 1997, đinh mão 1987, đinh tỵ 1977, đinh mùi 1967, đinh dậu 1957 và đinh hợi là 1947 hay là 2007 đó. Thì với những người có đuôi nam sinh số 7 này, chúng ta đinh kỷ lên đọc tại ngọ, đúng không? Thì những người có thiên can đinh, chúng ta nên chọn tuổi ngọ để xuống nhà thì cũng được cát lành và may mắn, thì cũng được lộc trời cho, giàu sang phú quý đó. Vậy thì những người tuổi đinh ấy bao gồm tuổi đinh sửu, đinh mão, đinh tỵ, đinh mùi, đinh dậu và đinh hợi. Thì có những người tuổi đinh mùi này là được ngon nhất. Vì sao? Chọn tuổi ngọ thì được cục diện là ngọ mùi nhị hợp đó, thì là rất là ổn. Còn tuổi sửu là xui nhất. Vì sao? Sửu và ngọ là lục hại, thì chúng ta cũng gì không nên chọn nhé. Nếu chọn là tuổi khác tốt hơn thì chúng ta có đầy cách chọn mà, lo gì, đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta có bính đinh chưa kê vị lấy dậu và hợi là quý nhân, đúng không ạ? Dậu và hợi, bính đinh chưa kê vị vẫn là gì, những người có thiên can đinh nhé, tức là đuôi năm sinh là số 7 ấy, chúng ta vẫn chọn tuổi dậu và tuổi hợi để xong nhà được. Đấy, thì quý vị có tùy theo cái tuổi của mình mà chọn cho mình những cái tuổi mình là gì nó là tốt lành và may mắn nhất đó. Thì tuổi dậu và tuổi hợi nhé, quý vị nhớ đấy đó. Đấy, như vậy là chúng ta đến những người có thiên can đinh, đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta xét những người có thiên mậu. Thiên mậu là những người có đuôi năm sinh là số 8. Với những người có đuôi thiên năm sinh là số 8 ấy, thì chúng ta chọn tuổi nào? Chúng ta có bính mậu đến lộc đại tỵ. Như vậy là những người tuổi mậu thì vẫn chọn tuổi tỵ là tuổi xung nhà được. Nó vẫn là được cát lành may mắn, vẫn được lộc trời cho, đúng không ạ? Tiếp theo là gì? Tuổi mậu. Mậu thì chúng ta có giáp mậu canh yêu dương. Thì lấy lộc, quý vị muốn chọn lộc ấy, muốn có tài lộc, muốn có may mắn ấy, thì sẽ chọn những người tuổi tỵ nhé. Và muốn có được cái gì? Quý nhân. Quý nhân thì chúng ta có giáp mậu canh yêu dương lấy sửu mùi là quý nhân. Nhưng mà cả sửu và mùi thì năm 2024 ấy, cũng bị gì phạm vào thái tuế. Vì thế mà chúng ta không chọn, đúng không ạ? Không chọn nhé. À, tiếp theo chúng ta xét đến những người có thiên can là kỷ, đúng không ạ? Tức là đuôi năm sinh là số 9. Những người có đuôi năm sinh là số 9 là thiên can kỷ, đúng không ạ? Kỷ thì chúng ta có đinh kỷ lấy lộc tại ngọ. Như vậy những người có thiên can kỷ thì chúng ta sẽ chọn những người tuổi ngọ để trong nhà thì sẽ được lộc. Đó. Vậy nên là gì? Quý vị có những người có thiên can kỷ bao gồm tuổi này: kỷ sửu 1999 hoặc là 2009, kỷ mão là 1999, kỷ tỵ 1989, kỷ mùi 1979, kỷ dậu 1969 và kỷ hợi 1959. Thì quý vị nên chọn những người tuổi ngọ. Chọn tuổi ngọ trong nhà thì sẽ được cát lợi và may mắn đó. Bên cạnh đó kỷ, đúng không ạ, chúng ta chọn quý nhân thì chúng ta có ất kỷ thứ hầu đương lấy tý và thân của quý nhân. Như vậy những người tuổi kỷ ấy, sẽ chọn được 3 tuổi xông nhà, đó là gì? Tuổi ngọ, tuổi tý và tuổi thân đó. Đó là theo cái lộc của quý nhân nhé. Tiếp theo chúng ta xét những người có thiên can canh, tức là những người có đuôi năm sinh là số 0. Đuôi năm sinh số 0 bao gồm có gì? Canh tý 1960, canh dần 1950, canh thìn 2000, canh ngọ 1990, canh thân 1980, canh tuất 1970. 1970 canh tuất đó. Thì với những người có thiên can canh, đó, canh thì lấy lộc tại thân. Như vậy là gì? Những người có đuôi năm sinh là số 0 ấy, tức là có thiên can canh ấy, chúng ta sẽ chọn những người tuổi thân làm tuổi trong nhà thì sẽ được lộc, được lộc. Trừ những người tuổi gì? Trừ những người tuổi canh, canh dần nhé. Trừ người tuổi canh dần. Trừ người tuổi canh dần, canh dần. Dần thân tương xung nên chúng ta không chọn. Đó. Đó. Tiếp theo, tuổi canh lấy quý nhân. Đấy, quý nhân nó là sửu mùi. Sửu mùi thì sửu và mùi năm nay bị xung thái tuế thì chúng ta cũng không chọn nhé. Như vậy với những người thiên can canh ấy, thì chúng ta sẽ chọn những người tuổi tuổi thân để làm tuổi xung nhà. Đó. Tiếp theo, những người có thiên can tân, tức là đuôi năm sinh là số 1 ấy. Những người có thiên can tân, đuôi năm sinh là số 1. Số 1 thì chúng ta sẽ chọn gì? Chúng ta có tân thì lên lộc tại dậu. Đó. Thì những người có thiên can tân thì sẽ chọn là những người tuổi dậu thì sẽ được lộc, xông nhà sẽ được lộc, sẽ tốt nhất. Đó. Và thiên can tân thì bao gồm tuổi sau này: tân sửu 1961, tân mão 1951, tân tỵ là 2001 hoặc 1941, tân mùi là 1991, tân dậu là 1981 và tân hợi là 1971. Trong những người có thiên can tân ấy, thì tuổi tân mão, những người sinh năm 1951 thì không nên chọn tuổi dậu đến trong nhà. Quý vị có thể có sự lựa chọn khác, đúng không ạ? Đấy là lộc, đúng không? Tuổi lộc. Tiếp theo chúng ta tuổi quý nhân. Chúng ta có lục tân tầm mã hổ, tức là những người tuổi tân ấy thì ngoài tuổi dậu ra chúng ta có thể chọn là tuổi ngọ và tuổi dần. Ngọ dần thì cả hai tuổi này cũng không bị phạm thái tuế, vì thế mà đến xung nhà cũng sẽ được cát lợi may mắn, cũng sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ trong năm đó. Đó là những người có thiên can tân. Tiếp theo chúng ta xét đến những người có thiên can nhâm, tức là những người có đuôi năm sinh số 2 ấy, sẽ bao gồm các bát là tuổi nhâm tý 1972 này, nhâm dần 1962 này, nhâm thìn 1952, nhâm ngọ 1942 hay là 2002, nhâm thân 1992, nhâm tuất 1982. Thì với những người có đuôi năm sinh số 2 ấy, có thiên can nhâm thì chúng ta sẽ chọn những người tuổi hợi để xung nhà. Chọn tuổi hợi nhé.
Đó. Tuổi Hợi thì chúng ta sẽ có 5 tuổi đó, thì Ất Hợi 1995, Đinh Hợi 1947 hay là 2007. Thì các bác nên chọn một giữa 1947 và 2007 thì chúng ta nên chọn là 2007 sẽ tốt hơn. Đó. Ất Đinh Kỷ Hợi 1959, Tân Hợi là 1971 và Quý Hợi là 1983. Thì tùy theo tuổi Hợi nào, tùy theo chúng ta là tuổi gì mà chúng ta sẽ chọn những người tuổi Hợi phù hợp nhất với mình, nó hợp can hợp chi thì sẽ là tốt nhất. Đó. Tiếp theo thì cần nhâm luôn, chúng ta lấy nhâm quý xà thổ tàng, đấy, lấy tỵ mão làm quý nhân. Như vậy những người có thiên nhâm này sẽ lấy lộc tệ hợi, hợi sông nhà sẽ được lộc, và những người tuổi tỵ và tuổi mão sẽ được quý nhân. Đó. Nhưng mà chúng ta chỉ nên chọn tuổi tỵ thôi và không nên chọn tuổi mão, vì là sao? Mão và thìn lục hại, những người tuổi mão dính vào cục diện hại thái tuế, vậy nên chúng ta sẽ không chọn nhé. Đó. Vậy nên là gì? Những bác nào mà có thiên can nhâm, tức là đuôi năm sinh là số 2 ấy, thì chúng ta sẽ chọn tuổi gì? Sẽ chọn được hai tuổi là tuổi Hợi và tuổi Tỵ đến sông nhà. Đó. Tuy nhiên, nếu mà các bác muốn chọn hai người cùng đến sông nhà một lúc ấy, thì cũng nên tránh hai người tuổi này ra, một là chọn ông Hợi, hai là chọn ông Tỵ. Đó, chứ hai người đến sông nhà một lúc thì cũng không nên nhé. Không nên nhé. Đó. À, tiếp theo là chúng ta cuối cùng chúng ta còn những người có thiên can quý. Quý là những người đuôi năm sinh là số 3 đúng không ạ? Là số 3. Tuổi Quý thì chúng ta sẽ có những tuổi sau này. Quý Sửu là 1973, Quý Mão 1963, Quý Tỵ 1953, Quý Mùi 1943 hay là 2003. Quý Dậu là 1993 và Quý Hợi là 1983. Thì với những người có thiên can quý, quý thì lấy lộc tại Tý, đúng không ạ? Như vậy các bác mà muốn chọn tuổi sông nhà lấy lộc thì các bác chọn tuổi Tý. Đó, tuổi Tý chúng ta sẽ có 5 tuổi đúng không ạ? Giáp Tý 1984, Bính Tý 1996, Mậu Tý là 2008 hoặc là 1948. Thì quý vị nên chọn 2008 nhé. Đó. Và gì Canh Tý là 1960 hay là 2020. Đó. Nhâm Tý là gì 1972. Đó là những người tuổi Tý. Thì quý vị hãy chọn ra cho mình một người tuổi Tý hợp nhất với mình. Đó. Cuối cùng đó là gì? Đây là lộc này, những người tuổi Quý này thì chọn Tý được lộc. Đó. Tiếp đến là gì? Quý nhâm quý xà thổ tàng lấy Tỵ và Mão làm quý nhân. Vẫn là gì? Vẫn là tuổi Tỵ và tuổi Mão. Như vậy là gì? Với những người có thiên can là Quý ấy, có đuôi năm sinh là số 3 ấy, thì quý vị có thể chọn được tuổi Tý và tuổi Tỵ là hai tuổi đến trong nhà. Thì những người tuổi Tý thì là được lộc, còn những người tuổi Tỵ thì là được gì? Được quý nhân. Đó. Như vậy sẽ rất là tốt. Đó. Thì ngoài ra khi mà chọn tuổi sông nhà ấy, thì quý vị cũng để ý nhá, nó có một cái cặp tuổi gọi là thiên can hóa ngũ phúc, thiên con hóa ngũ phúc, nó cũng rất là tốt, nó cũng sẽ mang lại cái sự may mắn, mang lại sự cắt lành ngũ phúc, đúng không ạ? Thì tức là gì? Được sức khỏe, được tài lộc, được trường thọ, được bình an và được nhiều may mắn. Đó. À, thưa quý vị, thì với cái tuổi thiên can hóa ngũ phúc ấy, thì chúng ta chọn như sau này, quý vị để ý nhá. Thì chúng ta có nhớ có 10 thiên can, đúng không ạ? 10 thiên can thì nó chia ra làm 5 cặp là gọi là cặp ngũ hợp đấy, thiên can ngũ hợp hay là gọi là gì, thiên can hóa ngũ phúc. Đấy. Thì chúng ta có bộ này, có bộ các bộ này, chúng ta có giáp kỷ hóa thổ đúng không ạ, ất canh hóa kim đúng không ạ, bính tân hóa hỏa đúng không ạ. Đó. Thì với những người có thiên can ất giáp đúng không ạ, tức là những người có thiên can đuôi năm sinh là số 4 ấy, thì quý vị nên chọn những người có đuôi năm sinh là số 9 để trong nhà. Với những người thiên can ất tức là đuôi năm sinh là số 5 ấy, thì quý vị nên chọn những người có thiên can canh là để trong nhà đúng không ạ, tức là đuôi năm sinh số 0 ấy. Với những người có thiên can là bính, tức là đuôi năm sinh là số 6, thì chúng ta có thể chọn những người thiên can tân đến sông nhà, đó, tức là những người đuôi năm sinh là số 1 đấy. À, với những người có thiên can là đinh, thì chúng ta sẽ thể chọn người có thiên can nhâm đến sông nhà, tức là những người có đuôi năm sinh là số 2 nhé. Với những người có thiên can mậu, tức là đuôi năm sinh là số 8 ấy, thì chúng ta sẽ chọn những người có thiên can là quý, tức là đuôi năm sinh là số 3 đến sông nhà nhé. Đó, thì đó là gì? Cách chọn theo cái thiên can hóa ngũ phúc. À, thì ngoài ra quý vị cũng nên chọn theo cái tuổi tam hợp với tuổi của mình ấy. Nhưng mà quý vị cũng nên nhớ nhé. Kỵ cái bộ gì tứ hành xung, tức là dần thân tỵ hợi tý ngọ mão dậu thìn tuất và sửu mùi. Thì khi mà chọn theo cái tuổi tam hợp chúng ta sẽ chọn như sau này. Ví dụ với những người tuổi tý thì chúng ta có bộ tam hợp là thân tý thìn, thân tý thìn. Thì với những người tuổi tý chúng ta có thể chọn tuổi thân, tại vì tuổi thìn bị phạm thì không, chúng ta không chọn nhé. Đó, vậy nên là các bác tuổi tý cứ chọn những người tuổi thân. Đó. Tiếp theo là những người tuổi sửu. Tuổi sửu thì sẽ gì? Chúng ta có tỵ dậu sửu là tam hợp, vậy nên những người tuổi sửu ấy thì chúng ta chọn được tuổi tỵ và tuổi dậu là hai cái tuổi sông nhà tốt. Đó, trong đó tuổi dậu sẽ là tốt nhất. Với những người tuổi dần, chúng ta sẽ chọn là dần ngọ tuất, đúng không ạ? Dần ngọ tuất thì tuổi tuất là bị xung thái tuế, chúng ta không chọn nhá. Như vậy với những người tuổi dần thì chúng ta thể chọn tuổi ngọ để sông nhà thì cũng rất là đẹp. Với những người tuổi mão thì chúng ta sẽ chọn tuổi gì? Mão thì chúng ta có hợi mão mùi là tam hợp, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể chọn được tuổi những người tuổi hợi để sông nhà cũng là tốt lành may mắn. Tương tự thì với những người tuổi thìn bị phạm thái tuế nên chúng ta sẽ chọn tuổi gì? Tuổi tý và tuổi thân hoặc là đến sông nhà. Đó. Tiếp theo những người tuổi tỵ thì chúng ta có thể có bộ tam hợp là tỵ dậu sửu, đúng không ạ? Thì chúng ta
tuổi Sửu bị phá theo tuế chúng ta không chọn, và chúng ta sẽ chọn tuổi tuổi Dậu. Với những người tuổi Ngọ thì chúng ta có bộ tam hợp là Dần, Ngọ, Tuất, thì tuổi Tuất bị xung thế tuế thì chúng ta sẽ chọn những người tuổi Dần đến trong nhà nhé. Tương tự với những người tuổi Mùi thì chúng ta có bộ tam hợp là Hợi, Mão, Mùi, tuổi Mão bị phạm thì chúng ta sẽ chọn tuổi tuổi Hợi. Những người tuổi Thân thì chúng ta có bộ tam hợp là Thân, Tý, Thìn, Thìn bị phạm thái tuế, vị trí là chúng ta sẽ chọn những người tuổi Tý. Với những người tuổi Dậu đấy, thì chúng ta sẽ chọn những người tuổi nào? Dậu thì chúng ta có Tỵ, Dậu, Sửu là tam hợp đúng không ạ? Tuổi Sửu bị phá thái tuế chúng ta không chọn, chúng ta chọn những người tuổi tuổi Tỵ. Tiếp đến là những người tuổi Tuất. Tuất thì chúng ta có Dần, Ngọ, Tuất là tam hợp. Vậy nên với những người tuổi Tuất thì chúng ta có thể chọn tuổi Dần và tuổi Ngọ. Đó. Cuối cùng là những người tuổi Hợi. Tuổi Hợi thì chúng ta sẽ chọn tuổi nào? Tuổi Hợi chúng ta sẽ chọn tuổi Mão và tuổi Mùi. Thì nhưng mà gì? Theo cái tam hợp thì cả hai tuổi này đều bị gì? Hình thái tuế và phá thái tuế nên chúng ta không chọn nhé. Quý vị có thể chọn theo cách khác. Thì cách mà quý vị không chọn được theo cái tam hợp này thì quý vị sẽ chọn theo cái bộ lục hợp, nhị hợp đúng không ạ? Chúng ta có này, ví dụ những người tuổi Hợi chẳng hạn, thì chúng ta có Dần, Hợi, nhị hợp. Như vậy những người tuổi Dần thì có thể chọn những người tuổi Hợi, và những người tuổi Hợi cũng có thể chọn những người tuổi Dần, thì sẽ được bộ lục hợp. Thứ hai là với những người tuổi Tý đúng không ạ? Tuổi Tý chúng ta chọn tuổi Sửu, như tuổi Sửu xung thì cách này chúng ta không chọn được nhé. Nhưng mà những người tuổi Sửu ấy thì lại chọn tuổi Tý xung nhà sẽ được cát lành và may mắn, do được gì? Sửu và Tý là nhị hợp. Còn tuổi Mão và tuổi Tuất, đúng không? Mão và Tuất thì hai cái tuổi này đều bị phạm thái tuế nên là không ông nào chọn được cho ông nào cả. Đó. Tiếp theo chúng ta có tuổi bộ nhị hợp, tiếp theo là Thìn và Dậu. Thì những người tuổi Dậu thì chúng ta không chọn được Thìn, nhưng mà ông Thìn chọn Dậu thì lại được gì? Được rất là may mắn và bình an. Đó. Tiếp theo chúng ta đến tuổi Tỵ và tuổi Thân. Tuổi Tỵ và tuổi Thân thì đều có thể mượn nhau để xung nhà được nhá. Tuổi Tỵ có thể chọn những người tuổi Thân và tuổi Thân thì cũng có thể chọn những người tuổi Tỵ. Đó. Cuối cùng là bộ Ngọ Mùi. Thì những người tuổi Ngọ chúng ta không chọn được những người tuổi Mùi, nhưng mà những người tuổi Mùi chúng ta lại có thể chọn được những người tuổi Ngọ đến trong nhà để được cát lành và may mắn. Đó. Đó là các cách chọn. Như vậy là gì? Quý vị trong video trước thì tôi có chia sẻ cùng quý vị là chọn cái tuổi gì? Tuổi Thiên Tài đúng không ạ? Tuổi Chính Tài này, Thiên Tài này, tuổi Thực Thần này và Chính Ấn. Đấy. Thì nó được là gì? Để tài quan ấn phúc nhập nội đường. Đó. Thì trong video hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn là chọn Lộc, Mã, Quý Nhân. Thì với cái cách chọn này thì quý vị sẽ chọn được tất cả những tuổi đấy. Ví dụ như là một người sinh năm 1984. Ví dụ nhé, 1984 là tuổi Giáp Tý. Thì có thể chọn được tuổi nào? Đấy. Thì đây này, ông Tý đó thì thuộc Giáp, Giáp đấy là tuổi Dần. Vậy thì những người tuổi Giáp Tý thì có thể chọn được những người tuổi Dần này. Dần là một này. Dần thì chúng ta có sẽ có 5 tuổi đúng không ạ? 5 tuổi là Giáp Dần là 1974. Bính Dần là 1986. Mậu Dần là 1998. Đấy. Canh Dần là 2010. 2010 đúng không? 2010. Và Nhâm Dần là 1962. Đấy. Thì chúng ta chọn như thế nào? Trong những năm ông tuổi Dần này chúng ta chọn ông nào đúng không? Thì chúng ta chọn Giáp này đúng không? Chúng ta có Giáp canh khác Giáp đúng không? Như vậy cái ông Canh Dần chúng ta không chọn nhé, 1962 không chọn. Đấy. Thứ hai là gì? Tý và Dần thì không sao đúng không? Và chúng ta sẽ chọn được những người nó sinh cho mình, sinh cho cái ngũ hành. Vì Giáp Tý là ngũ hành thuộc Kim. Thì chúng ta có 74 Giáp Dần là thuộc Thủy này, Bính Dần là thuộc Hỏa này, Mậu Dần là thuộc Thổ này, Canh Dần là thuộc Mộc này, và Nhâm Dần là thuộc Kim. Đấy. Thì với tuổi Giáp Tý nhé, tuổi Giáp Tý chúng ta chọn này. Đấy. Chúng ta chọn là những người có ngũ hành sinh như mình, tức là gì? Thứ nhất là chúng ta chọn tuổi Mậu Dần là tốt nhất. Vì sao chọn Mậu Dần? Mậu Dần thì chúng ta có Giáp Mộc khắc Mộc Thổ, thì là ông này này vừa là thiên tài này, thiên tài đúng không ạ, lại vừa là gì, vừa là lộc. Như vậy là gì, sẽ được lợi cả về tiền tài, về rất nhiều mặt. Đó, sẽ có những cơ may trong năm ấy thì có cơ hội được gì, gặp nhiều may mắn về chuyện tiền bạc. Đấy, đó là tuổi Giáp Tý đúng không ạ. Đây là chọn tuổi Dần nhé. Thứ hai là gì, Giáp thì chúng ta lấy Sửu Mùi làm quý nhân, Sửu Mùi làm quý nhân đúng không ạ. Nhưng mà cả Sửu và Mùi không bị phạm rồi nên chúng ta sẽ không chọn. Đó. Tiếp theo chúng ta chọn theo cái tuổi là gì, tuổi được tam hợp. Tam hợp chúng ta có Thân, Tý, Thìn thì Thìn không chọn được đâu, chúng ta chọn Thân. Như vậy ông Thân chúng ta cũng có 6 tuổi đúng không ạ, là gì, Giáp Thân. Giáp Thân là sinh năm 1944 đúng không ạ. Giáp Thân là những người sinh năm 1944 này, 1944. Bính Thân là 1956. Mậu Thân là 1968. Đó. Canh Thân là 1980. Và Nhâm Thân là 1992. Đấy. Thì những người tuổi Mậu Thân 1968 là ngũ hành thuộc Thổ đúng không ạ, là chúng ta cũng được cái gì, cái cầu diện là gì, Giáp Mộc khắc Mậu Thổ thì là cũng là tài tinh.
Hơn nữa được cục diện là gì? Thổ kim tương sinh. Vậy nên những người tuổi Mậu Thân 1968 xông nhà cho tuổi Giáp Tý cũng cực kỳ đẹp. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể chọn tuổi gì? Nhâm Thân. Nhâm thủy sinh giáp mộc đúng không ạ? Thì là cũng là tốt. Như vậy quý vị cũng có thể chọn thứ hai là tuổi Nhâm Thân nhé. Nhâm Dưỡng giáp được. Thứ này kim tỷ hòa đúng không ạ? Có những người tuổi Dần này chúng ta sẽ thì chọn tuổi Nhâm Dần cũng chọn được nhé. Nhâm Dần là nhâm dưỡng giáp đúng không ạ? Thì là cũng được kim tỷ hòa. Đây là tuổi tốt nhất này. Đây là tuổi tốt thứ hai này, đó. Đó thì chúng ta nên chọn tương sinh thì được tốt hơn. Còn kỵ nhé, không nên chọn ông Bính Dần nhé. Ông Bính Dần là cũng là lộc. Nhưng mà gì? Đôi khi nó lại gì? Lại không may mắn bằng những người khác. Nó là lộc, nó là trong xấu nhất trong năm tuổi. Vì vậy mà chúng ta sẽ không chọn. Đó là cách chọn nhé. Thì tương tự như vậy, quý vị có thể tự chọn cho mình những tuổi phù hợp nhất để chọn làm cái tuổi xông nhà trong năm 2024 để được may mắn, bình an, cát lợi và mang lại cái tài lộc cho mình. Đó. À, thưa quý vị, như vậy là trong năm ấy thì với cái video này thì tôi hy vọng là quý vị sẽ chọn ra cho mình được một cái tuổi xông nhà hợp mệnh, hợp tuổi và nó mang lại những cái cát lành may mắn nhất cho mình, không bị xung phạm gì cả. Đó. À, thưa quý vị, như vậy là gì? Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp xông nhà may mắn trong năm 2024. Hy vọng qua video này sẽ giúp ích phần nào đó cho quý vị và các bạn chọn được ra cho mình những cái tuổi xông nhà tốt nhất để giúp cho quý vị có một năm mới bình an, may mắn, tài lộc dồi dào. Đấy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.